Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là DTK TV đây. Và trong video của phần tiếp theo ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một công nghệ đa đỏ mới. Đó chính là chiếc máy farm lông cừu đa sắc này. Sở dĩ gọi là chiếc máy farm lông cừu đa sắc bởi vì nó có đủ 16 màu sắc ở trong Minecraft. Đó, nó farm được những bộ lông cừu mà đủ 16 màu sắc trong Minecraft. Thì những cái khối lông cừu này các bạn có thể sử dụng để làm giường này, đó, hay xây nhà hay làm gì thì tùy các bạn thôi. Và những khối lông cừu này thì nó có đủ tổng cộng là 16 màu nha, tương đương với 16 con cừu có 16 màu khác nhau. Rồi, thì làm như thế này thì chúng ta sẽ thu được liên tục lông cừu. Nói chung là thu rất nhiều luôn. Và cũng không nói nhiều lằng nhằng nữa, thì cái máy farm này hoàn toàn rất là đơn giản thôi. Vấn đề quan trọng các bạn đó chính là cái máy farm này khó ở điều đó chính là chúng ta phải đặt cừu vào bên trong thôi. Thì bắt tay vào làm cái máy farm này thì đặt tiên đặt một khối block đây và ra cho mình 16 block nha. Tổng cộng là 16 block cho mình. Rồi, đã đủ 16 block rồi nha. Sau khi đủ 16 block rồi thì tiếp tục chúng ta lấy cho mình cái đường dây ra. Có cái đường dây này và một cái đường dây đá đỏ nữa nha. Đó, chúng ta đặt cái đường dây của đá đỏ ở đây. Đó, rồi sau đó chúng ta đặt hết đi cho mình một đường dài luôn. Nhớ là phải đủ 16 block nha, tương đương với 16 màu. Thì ở cái chỗ cuối cùng này các bạn đặt cho mình cái đường dây có hiệu đá đỏ ở đây nha. Lên cho mình một block này. Ở dưới các bạn cắm cho mình một cái đuốc ở dưới này. Rồi, và bên này cũng vậy, cắm cho mình một cái đuốc ở bên này. Đó, như vậy hai đầu cái đường dây nó sẽ sáng lên. Và đơn giản thôi, ở cái chỗ giữa này các bạn nha, các bạn đặt cho mình hai cái phễu và cái dương nữa để cho chúng ta có thể thu thập được các block hoặc là các bộ lông cừu các bạn nha. Rồi thì chúng ta sẽ đặt hai cái phễu hướng vào hai khối block vừa nãy chúng ta đặt. Và chúng ta phá hai khối đi. Lấy cho mình cái dương ra. Để chết này các bạn ạ, cái dương nha. Sau đó thì các bạn chỉ việc đặt vào thôi. Như vậy là được rồi. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục lấy cho mình cái bộ đường dây thường, đặt lên trên hai cái phễu này. Rồi vậy là được nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấp bên trên này nha. Bên trên này sẽ là vị trí của các con cừu đây. Kéo dài cho mình một block như này. Kéo dài sang. Nhớ là phải đủ cho mình 16 block nha. Nếu làm đủ 16 màu, còn không các bạn muốn làm bao nhiêu màu cũng được thôi. Rồi, và tiếp tục như này, chúng ta lại mở rộng ra cho mình. Chúng ta sẽ lấy cho mình cái khối theo dõi, đó, đặt cho mình chĩa ra ngoài này. 16 khối theo dõi nha. Đó, và tiếp tục lại đặt 16 khối theo dõi, chĩa lên trên cho mình. 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đúng 16 khối. Rồi và tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ bo lại cho nha. Bo nó lại bằng cái khối. Nói chung là mình dùng khối đất nha, mình dùng khối cỏ các bạn ạ. Các bạn bắt buộc phải dùng khối cỏ các bạn nha. Bởi vì sao bắt buộc phải dùng khối cỏ? Thì mà không dùng khối khác thì khi cừu nó ăn cỏ thì nó mới có thể mọc lại bộ lông. Nếu các bạn dùng khối khác đặt ở bên dưới này thì chắc chắn 100%, đó chính là con cái máy farm này sẽ không hoàn thành nha. Chúng ta bắt buộc phải sử dụng khối đất để con cừu có thể gặm cỏ được nha. Rồi, lên cho mình nha, hai ô cho mình. Chúng ta phải vây xung quanh lại đã, bắt buộc phải vây xung quanh lại nha. Nếu mà không vây đủ hai ô thì con cừu nó có thể sẽ bị nhảy ra ngoài. Đó, sau khi đã vây xong như này rồi, chúng ta lấy cho mình cái dispenser và đặt nó chĩa bên trong cho mình. Dispenser chứ không phải là dropper nha. Dispenser là cái con mà mồm tròn tròn các bạn nha. Thì tí nữa các bạn sẽ thả kéo sau nha. Bây giờ các bạn không được thả cái kéo cắt vào trước. Chúng ta sẽ lấy cho mình cánh cửa. Các bạn muốn dùng cánh cửa gì cũng được nha, nhưng mình sẽ dùng cái cửa sắt để đi. Chúng ta sẽ đặt như mình nha. Đứng hướng này các bạn nha, đặt mình một này. Cách 2 ô, 2 này. Cách 2 ô cho mình nha, và 3 này. Như cách 2 ô cho mình, và 4. 2 ô cho mình, và 5. 6. 7. 8 nha. Thì ở đây chúng ta đặt ở đây thì nó sẽ thành lẫn như này. Vậy là không được, chúng ta phải đặt hướng lại cho mình. Đặt ở đây.
Đó, như vậy là được nha. Rồi, nhưng mà vẫn chưa hết. Ở vị trí này chúng ta lại đặt ngược lại cho mình một cái cửa nữa. Vẫn ở vị trí này nha. Đặt ngược lại cho mình một cái cửa nữa này. Một này. Đó nha. Tiếp tục 2 này. 3 này. 4. 5. 6. 7. 8. Cái này là không đặt được nha, không đặt được thì thôi. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có vách phân chia như này. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc lấy quả trứng cừu ra thôi. Và chúng ta chỉ việc thả vào. Trứng cừu đây, là warp shape nha. Đó là trứng cừu. Nói chung là chúng ta thả cừu ra nhá. Rồi chúng ta sẽ thả này, một này. Con cừu đầu tiên mình là màu trắng. Cho nên là mình đắm tiếp con này đi, lấy con này đi để lấy màu trắng nha. Rồi. Thì tỷ lệ nó ra con cừu màu trắng rất là cao. Các bạn yên tâm đi, tí chúng ta sẽ nhuộm lại màu sau. Đừng là dùng cừu con nha. Dùng cừu con là không được đâu. Chúng ta phải sử dụng cừu lớn nữa. Đó. Mỗi một ô thả 2 con cho mình. Tiếp tục bên này cũng là thả 2 con nha. 2 con. Nói chung là màu gì cũng được nha. Tí nữa chúng ta sẽ nhuộm lại màu của lông cừu sau. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng màu nhuộm để nhuộm lông cừu. Rồi, thì sau khi chúng ta đã đặt được như này rồi thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ sử dụng màu nhuộm để nhuộm những bộ lông cừu thành những cái bộ màu sắc khác nhau. Nói chung là theo thứ tự của bảng màu sắc trong Minecraft luôn. Thì mình sẽ nhuộm theo đúng bảng màu sắc trong Minecraft. Thì bảng màu sắc trong Minecraft chính là mấy cái màu này thôi. Nó xếp theo thứ tự sẵn rồi, chúng ta chỉ việc lấy ra thôi. Lấy theo thứ tự nha, để cho đỡ nhầm lẫn. Đó, mình sẽ lấy ra theo thứ tự để cho đỡ nhầm lẫn đi. Rồi. Đầu tiên thì là 9 màu trước này. Chúng ta sẽ nhuộm, con đầu tiên thì là màu trắng. Thì mình sẽ không nhuộm được con màu trắng này đâu, bởi vì nó màu trắng sẵn rồi. Đó, không nhuộm được thì con này sẽ là màu xám này. Nhuộm vào. Màu xám đậm hơn tí nha. Đó. Và tiếp tục là màu đen luôn. Rồi màu lâu này. Và màu đỏ nha. Rồi màu cam. Và màu vàng. Màu xanh nha. Đó, theo đúng bảng màu sắc trong Minecraft luôn. Những con cừu này có màu sắc nhìn rất là đẹp nha các bạn nha. Rồi chúng ta lại tiếp tục lấy những màu còn lại ra nha. Chúng ta sẽ lấy theo đúng bảng màu sắc trong này luôn. Nói chung là như vậy các bạn nha. Rồi, tiếp tục này. Là màu đến màu xanh đậm nha. Rồi, màu xanh nước biển này. Xanh nước biển nhạt hơn. Xanh nước biển đậm. Màu tím nha. Rồi. Màu cuối cùng, màu hồng. Vậy đủ các màu nha, đủ 16 màu trong Minecraft luôn. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng khối kính màu sắc sặc sỡ theo cái thứ tự màu sắc này để cho mình nhìn cho dễ. Và không, các bạn làm đến đây thì các bạn cũng xong rồi, các bạn chỉ được thả kéo vào thôi. Nhưng mình muốn sử dụng các khối kính có đủ các loại màu sắc nha. Như vậy nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Thì bây giờ các bạn chỉ việc thay đổi thôi. Thì đây sẽ là khối kính màu trắng này. Nó sẽ đặt vào. Đó. Màu xám. Cứ thế mà chúng ta đặt vào thôi nha. Rất là đơn giản thôi. Xong bây giờ chúng ta sau khi đã làm xong tất cả rồi, chúng ta phải thả kéo vào nha. Chúng ta đừng có thả cái kéo vào trước. Đó, tiếp tục phá đi mình này. Đặt màu đỏ vào. Rồi màu cam. Những con cừu này nhìn khi nhuộm màu thì nó rất là đẹp nha. Thì chúng ta sẽ có một cái cỗ máy mà phải nói là tốc độ farm lông cừu cực kỳ nhanh luôn các bạn ạ. Nói chung là rất là nhanh luôn. Và rất là đủ màu sắc luôn. Không hề thiếu bất kỳ một màu sắc nào. Cái máy này cũng khá là hay các bạn nha. Bởi vì nó farm khá là nhanh. Nói chung là rất là nhanh luôn. Rồi. Và sau khi mà chúng ta đã thay đổi xong rồi thì chúng ta chỉ việc thả cái kéo vào. Và chúng ta chỉ việc hưởng thành quả thôi. Rất là đơn giản. Với cái máy farm này. Đó, nhìn rất là đẹp các bạn nha. Rồi, thì đằng sau này chúng ta chỉ việc thả cái kéo vào những cái debaser. Là thế là chúng ta sẽ bắt đầu tự động tiếp tục thu hoạch rồi. Nếu muốn chúng ta có thể bo kín mít luôn. Nhưng mình sẽ bịt cái này là kín rồi các bạn nha. Đấy. Thì chúng ta vẫn chưa nha. Vẫn chưa có đường dạy đây. Mình sẽ lấy cái xe có phễu. Như là cái xe mỏ có phễu nha. Đó. Đặt ở đây thì nó sẽ đi liên tục. Đấy, nó sẽ thu thập liên tục nha. Rồi. Và sang bên này chúng ta chỉ việc thả cái kéo tỉa vào thôi.
Như vậy là 100% chúng ta đã hoàn thành cái máy farm này rồi. Và mình sẽ lấy đủ 16 cái kéo tỉa ra để mình đặt vào từng con debaser là một nha. Đặt theo thứ tự từng con một luôn. Đấy, chúng ta cứ thả vào thôi. Thì những con cừu mà nó ăn gặp cái khối cỏ ấy, thì lập tức là cái debaser nó sẽ bắn cái kéo ra và tỉa lông luôn. Như vậy là chúng ta có một cái máy farm cực kỳ hoàn hảo luôn. Đó lý do chúng ta bắt buộc phải sử dụng khối cỏ làm mặt sàn, chứ không được sử dụng bất kỳ khối khác như cả block đá cũng không được nha. Chúng ta phải sử dụng khối cỏ thì chúng ta mới có thể làm được cái máy farm này. Rất nhiều bạn sử dụng những khối khác như vậy là không được nha. Như vậy là sẽ không bao giờ hoàn thành được đâu. Chúng ta phải sử dụng khối cỏ cho mình, hay còn gọi là khối đất các bạn nha. Khối đất thì rất là dễ kiếm rồi, không phải lo đâu. Rồi, cứ như vậy đã bắt đầu vào farm rồi này. Thì bắt đầu có một số con cừu, nó đã bắt đầu đó, bắt đầu rơi rồi. Thì miếng thịt cừu đấy vẫn để mình đánh chết một con cừu mình không tính nha. Đấy, thì bắt đầu nó chỉ việc gặm cỏ ấy thôi, là lập tức nó sẽ bị cắt trọi lông luôn. Rồi, và cái máy farm này thì cảm thấy rất là hay phải không nào? Thì nếu mà các bạn thấy cái máy farm nào hay hơn thì các bạn có thể comment phía dưới để mình sẽ làm nha. Nếu bạn muốn đây, trường hợp mà các bạn không muốn muốn cái xe mỏ nó thu thập nữa thì chúng ta chỉ việc tắt đi thôi. Tắt đi bằng cách là phá đi hoặc là đặt ở đây nha. Như vậy là xong rồi. Đó, tắt đi, như vậy là cái xe mỏ sẽ không thu thập nữa. Còn không thì chúng ta cứ ấn thôi, nó sẽ thu thập liên tục cho mình. Nó nói chung là thu thập không ngừng nghỉ nha. Và thành quả sẽ thu hết vào cái dương bên dưới này.